express my feeling in Mandarin so that Jun can translate in. Vì ngôn ngữ của thầy sư phụ là tiếng phổ thông, tiếng Trung Quốc đó các anh chị, nên là thầy sẽ diễn đạt được tốt hơn và tiếng Trung Quốc nghe các anh chị nha. Ok. 在之前我学这个记忆技巧，我觉得它的功能其实非常的强大。 Và trước khi mà thầy học về kỹ thuật siêu trí nhớ thì thầy đã biết được là kỹ thuật này rất là quyền năng luôn các chị. Vì vậy, tại 30 tuổi trước,我的记忆是非常严重的糟糕. Trước năm 30 tuổi của thầy đó, các anh chị có biết không, là trí nhớ của thầy cực kỳ tệ luôn. 但是记忆技巧救了我. Nhưng mà kỹ thuật siêu trí nhớ đã cứu rỗi cuộc đời của thầy. Và từ đó thì thầy quyết tâm là thầy sẽ hứa với bản thân mình là thầy sẽ nỗ lực hết sức mình để phát triển kỹ thuật siêu trí nhớ. Vì tôi biết có rất nhiều người giống như tôi vậy. Và bởi vì thầy biết là có rất là nhiều học sinh cũng giống như thầy ngày trước vậy đó các anh chị. Bị thời gian bị là mình phải lúc nào cũng học thuộc lòng hết, học mà cùng đi học tới chết luôn. Đây là chân thật. Và đó là sự thật đúng không các anh chị? Tôi rất thảo ghét học tập. Trước đây ngày xưa thì thầy cực kỳ ghét việc học luôn, quá nhiều áp lực rồi. Nhưng mà hiện tại tôi rất thích ghi đồ. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, thầy rất là yêu thích việc ghi nhớ tất cả mọi thứ. Thầy rất tự hào khi đã học được các kỹ thuật siêu trí nhớ các chị ạ. Cảm ơn chị ạ. 我曾经不觉得思维导图比得上记忆. Và trước đây đó thì thầy Kim Phu không có nghĩ là kỹ thuật mind map nó sánh bằng với kỹ thuật siêu trí nhớ đâu. 因为那时候，我觉得记忆技巧已经能够解决我一切的问题。Bởi vì thầy thấy là chỗ kỹ thuật siêu trí nhớ đã giải quyết hết tất cả những vấn đề trong cuộc đời của thầy rồi. 我试过看思维导图的书，也上过思维导图的课程。Thầy đã từng đọc những sách về sơ đồ tư duy, cũng đã từng đi học những lớp học về sơ đồ tư duy luôn. 但是不及于我记忆技巧的十分之一。Nhưng mà nó cũng không bằng 1/10 các kỹ thuật siêu trí nhớ của thầy lúc đó. 那是我学错了，跟错人学。 Đó là lý do là tại vì thầy đã học sai cách rồi, thầy đã học sai người rồi. 今天我跟 Professor Mary 是完全改变了我以前的 对思维导图的想法。 Và khi mà đến với lớp của thầy Mary thì mọi thứ thay đổi hết luôn. 你们非常的幸运。và các anh chị ở đây rất là may mắn luôn, các anh chị có biết không ạ? Vì vậy, 你们有 Mr. Kenny. Bởi vì chúng ta có thầy Hùng Phong. 他还有 Brownie. Và chúng ta còn có cô Nguyễn Thị Ngọc Bích nữa, các anh chị. 他将最好的思维导图大师带来了越南。Và hai thầy cô này đã mang bậc thầy tốt nhất thế giới về sơ đồ tư duy về đến Việt Nam cho chúng ta. Nếu không có Candy Tai Mary qua lại thì các bạn có thể như tôi vậy học sai phương pháp. Và nếu như không có thầy Phong mà mang mời thầy Mary về Việt Nam thì có thể các anh chị đây sẽ giống như thầy Kim Phu ngày trước vậy đó, học sai giáo viên. Chào cao. Tiếc lắm luôn rồi đúng không? Lãng phí thời gian. Phí thời gian, phí công sức, phí tiền bạc rồi đúng không ạ? Lãng phí nhớ chính trị ạ? Tốn tiền đó. Để các bạn xem. Mr. Kenny. Bởi vì Kenny thật sự là dùng xin lại đối với mình. Nên là chúng ta cực kỳ biết ơn thầy Phong, cực kỳ biết ơn thầy Marek. Bởi vì thầy Phong mang hết cả tâm tình để đối xử với các anh chị luôn đúng không ạ? Tôi không phải là đánh quảng cáo.
thầy cái cô không phải đang quảng cáo cho thầy Candy đâu nha. Chính xác chân rồi. Mà là thật lòng. À, vì tôi là Nhà Thái Bình Dương Chi Yên Đông Lý Sư Huy là Phụ Chủ Sĩ. Tại vì thầy Kim Phu là Phó Chủ tịch của Hiệp hội Siêu Trí Nhớ Châu Á Thái Bình Dương đó các anh chị. Nên là không cần biết được điều sáng hàng thì thầy bao đó. 我的任务就是观察每个国家的主席如何去发展这个脑力。 Và một trong những công việc của thầy Kim Phu là quan sát những chủ tịch của khu vực châu Á Thái Bình Dương để xem là vị chủ tịch nào bỏ tâm bỏ sức ra để phát triển những cái bộ môn thể thao trí tuệ. 以前我就看到中国发展得非常好。 Ngày trước là chỉ có Trung Quốc và phát triển siêu giỏi siêu mạnh luôn. 现在说真的，我看到越南不输于中国。 Nhưng mà bây giờ Việt Nam chúng ta không hề thua Trung Quốc một tí nào hết. 非常期待未来的5年到10年看到你们超越中国。 Nên là thầy rất là mong chờ trong vòng 5 tới 10 năm Việt Nam sẽ vượt mặt Trung Quốc luôn nữa các anh chị. 你们就是你们。 靠你们从今天开始。 Và cái việc đó là dựa rất nhiều vào các anh chị ở đây đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm việc đó luôn các anh chị. Đội vỗ tay mạnh lên rồi. Cảm ơn các anh chị. Anh ba đẹp, chào chị. Nỗ lực lên nha, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào, hát đảo, hảo hảo.